Trời ơi Kiệt ơi, con sao vậy nè? Bộ hết chỗ ngồi sao ngồi đây vậy hả? Con sao vậy hả? Trời ơi, mẹ gọi cho con quá trời luôn, sao con bắt máy? Mẹ gọi cho con Nguyên nữa cũng không được. Hai đứa nói với mẹ là về ăn cơm với mẹ mà. Sao vậy? Hả? Lúc đó con xịn quá, con không nghe máy. Còn Nguyên... Nguyên với em của cổ bỏ trốn rồi. Hả? Sao tự nhiên nó lại bỏ trốn? Hả? Thì ra là cô gạt con. Cô lừa con đổ tiền vào công ty của cổ. Mà công ty của cổ thì sắp phá sản rồi. Trời, tất cả là kế hoạch của cổ hết. Bây giờ con mất hết tất cả rồi. Con đúng là một thằng ngu mà. Thì ngu thiệt chứ gì nữa. À, không không, ý mẹ nói là cái con đó nó khốn nạn quá. Trời ơi, mẹ đúng là nhìn lầm nó rồi. Dì không ngờ nó vẫn tệ như ngày xưa vậy. Tôi cũng không ngờ. Nếu như ngay từ đầu tôi nghe lời của dì, tôi sẽ không có ngày hôm nay rồi. Cái đó là báo ứng của hai mẹ con mấy người đó. Ở đâu ra vậy? Trời đất ơi, tới lượt cô nói rồi đó hả? Mấy người hồi xưa đối xử với tôi tệ ra sao, bây giờ bị báo ứng là đúng rồi. Bà nè, bà dám vu oan cho tôi. Còn cái ông này, bạc tình bạc nghĩa, ly dị rồi bỏ rơi tôi trong lúc tôi đang bơ vơ không nơi nương tựa. Bây giờ tôi đâu phải là thánh nhân đâu. Tôi nhìn thấy hai mẹ con mấy người bị như vậy, không lẽ tôi phải thương xót hai người hả? Trời, cô cấm sừng tôi, còn lớn tiếng ở đây nữa hả? Tới bây giờ mà anh vẫn còn mặt dày vu khống tôi hả? Tôi mà cấm sừng anh, vậy bây giờ tình nhân của tôi đâu? Trong khi á, anh tư tình với cái bà Nguyên đó, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Trời trời, nè, cô mới là người vừa ăn cướp vừa la làng đó. Cái gì? Cô cần tôi tìm anh Bách gì đây để đối chiến với cô không? Ừ. Anh đừng có mà vu khống tôi nghe chưa? Tôi với anh Bách chỉ là bạn thôi. Là bạn? Là bạn mà ngủ qua đêm với nhau chung nhà hả? Cái gì? Anh ta, chính miệng anh ta còn nói anh ta là chồng sắp cưới của cô nữa kìa. Hả? Ngày hôm đó còn có mẹ tôi ở đó còn chối nữa sao? Mấy người qua lúc nào tôi đâu có thấy đâu. Có. Nè, cái hôm mà tôi mang cái tờ đơn ly dị tới á, nhưng mà trước đó tôi với thằng Kiệt có qua bên đó để nói chuyện. Nên nói cái gì để yên cho tôi giải thích đây nè. Tôi thấy rõ ràng cô á nằm ở trong phòng, còn thằng Bách đi ra tiếp chuyện tôi với con trai của tôi, đúng không? Nhưng Nến, có thể sau đó là hai người chia tay thì sao, chứ không phải là bây giờ cô sống một mình là giải thích cho cô cái chuyện là trước đó cô không có ngoại tình, đúng không? Nến ngay, nói cái gì hết chuyện để nói rồi đúng không? Con, bây giờ á mẹ đưa con về, không cần phải tốn thời gian vô ích với cái thứ này. Đi về, mẹ đưa con về. Trời ơi, tôi đã nói là không có mà. Thôi, không có sao nổi điên vậy, con khùng.